Đấy, không được để tay, không được quơ tay qua. À, chúng ta sẽ xí này, giữ. Rồi, chúng ta đã. Rồi, chúng ta sẽ cầm. Rồi, khi chúng ta cái bơm này là hầu như là bơm tim này thì mọi người có mỗi cách làm khác nhau. Có người thì dùng cái bơm kiểu khác hoặc là nhiều kiểu khác nhau, nhưng mà nấm thì nấm dùng cái này. Thì ai quen cái gì thì chúng ta dùng cái đó. Chúng ta sẽ tiến hành khử trùng cái bơm tim này. Làm cho kỹ nha. Rồi, sau khi khử trùng thì chúng ta sẽ tiến hành làm lắc, lúc nào cũng chế cái đèn cột. Rồi. À, rồi chúng ta sẽ lắc là bơm. Rồi. Bơm thì thao tác nó như thế này này. Đây này. Rồi, rồi. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành là bơm. Mỗi người có mỗi cái cách làm khác nhau, bơm ít hay bơm nhiều tùy cái trọng lượng mọi người tính nha. Nấm thì nấm đang bơm khoảng cho 7 hay 10 gì đấy, tùy cái bữa nào hứng tay nhiều giống thì bơm nhiều một tí. Xin chào mọi người. Hôm nay thì nấm sẽ cấy mèo rơm nha mọi người. Tức là rơm thì từ lẩu qua lúa nó thì cũng như bà ngư thôi. Cách làm nó cũng tương tự thôi, chỉ có công thức là nó hơi khác nhau một tí nha. Nhưng công thức của thằng rơm thì nó sẽ khác với công thức của bà ngư. Rồi, cái mà chúng ta làm thì nấm cũng có chia sẻ ở cái video về bào ngư rồi, thì cũng chúng ta cũng trước khi làm chúng ta cũng khử trùng tủ, đốt tủ sạch sẽ. Trước khi làm thì chúng ta vệ sinh kỹ, khử cồn 70 độ, lau tay, mang bao tay, mang khẩu trang. Rồi, đáp ứng đủ tiêu chuẩn là nó như thế. Rồi, chúng ta chọn chai giống. Chai giống là chai rơm nha. Khi chọn giống thì chúng ta sẽ có nhiều cái đây, cái tơ của nó nè. Mọi người thấy nó tơ, khi mình lắc cái dính cái thành á, nó sùn tơ ra nè, tơ rơm nè. Rồi, cách lắc á thì mọi người sẽ thấy như này nè. Do cái máy của nấm là lắc tới một lần khoảng cỡ 39 chai, nhưng mà tức là đầy máy là 39 chai, nhưng mà nấm rơm thì chắc lần nấm lắc thì khoảng có mười mấy chai mà nó chèn chèn cái chai không vào. Thì khi ở vị trí lắc ấy, thì có mỗi cái chai nó khác nhau. Có chai thì nó sẽ có cái trứng to, có chai thì nó mịn. Ví dụ chai đây thì nó mịn hơn, đẹp hơn vì nó ở ngay cái góc đó, nó lắc mạnh hơn. Thì nếu như mà còn khi mà vào cái á thì sẽ có người á thì khuấy đi, khuấy cho nó nhỏ ra. Đấy, thì để cái còn có nấm á, thì nấm không cần khái thôi, nấm cứ để yên rồi hút cái nào được. Thì còn mấy cái cục, mấy cái trứng gà đây thì trái chôm chôm này, gọi trái chôm chôm, cái trứng gà nó sùng lông thì nấm bỏ, nó không có dùng. Vì những cái trứng gà to đây thực ra nó là một cái cục cục thạch, mình cấy từ thạch qua lỏng thì bắt đầu trong quá trình mình lắc á nó bị nhẹ quá, nó không có đánh mạnh được, nó không có nhỏ ra được thì thôi, nó là cục tơ, gọi là cục già rồi. À, thôi mình lấy cái nước thôi. Còn ai muốn đánh ra thì cứ dùng đánh ra và lắc, quên đánh ra cho nó mịn thì hút cái. Các cái chai giống là trước khi mà đem vào á thì nấm đã khử mình cồn hết rồi, xịt xung quanh lâu. Nhưng mà bây giờ nấm sẽ thao tác lại cho mọi người nha. Đây, chúng ta sẽ xịt bên dưới, xịt xung quanh hết. Rồi chúng ta sẽ tiến hành chúng ta lau cho sạch đi, lau hết kỹ nha. Đặc biệt nấm sẽ chia sẻ với mọi người, đối với làm meo thì phải càng kỹ càng tốt, gọi là yêu cầu của người làm là thứ nhất là thao tác, cái thứ hai nữa là cái việc xử lý các cái vấn đề như là bật tiêu UV trước khi cấy, kiểm tra giống, khử trùng. Rồi các cái đó là các cái yếu tố cần thiết. Tại sao chúng ta cần kỹ? Cái máy nó lắc rồi mọi người. Tại vì nếu mà chúng ta không kỹ thì chúng ta sẽ tìm ra hàng loạt cái lỗi ở phía sau. Vì khi làm meo hay là gọi là giống thì nó sẽ ra mình cấp số nhân. Một chai này nếu như mà chúng ta chọn không kỹ thì chúng ta sẽ ra là khoảng mấy chục chai, quên mấy chục bịch lúa nó thêm bao nhiêu. Đây là F1 nè, thêm 3-40 bịch lúa như thế này, rồi 3-40 bịch lúa, rồi
chèn thêm 30-40 bịch nấm làm bằng trống lên thêm một cái nữa thì nó sẽ gấp 30 lần. Như vậy nó sẽ ra là lỗi. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra là kỹ này. Hôm nay thì nấm sẽ lấy một cái chai này làm mẫu này. Đây. Chai này bị nhiễm nhưng mà nấm vẫn đem vô cho mọi người xem nha. À, chai này lách hạt rất là đẹp nhưng mà nó bị nhiễm này. Nó có một cái đây này, nó có một cái chấm chấm bọt bọt xanh xanh ở đây này. Mọi người thấy không? Đây này, chỗ đây này. À, hai chấm. Chấm đây này, gần cái đó. Thì nó bị nhiễm rồi, chúng ta sẽ không dùng. Còn ở đây là cái đỏ đỏ này á, là cái lò nha. Cái lò hấp mà nó lâu quá rồi nó chưa sơn lại, để bữa nào sơn lại nó bị cái sét của cái sắt á. Rồi. À, cái chai này không dùng nha. Rồi, đó. Nếu khi chúng ta rút tay ra thì chúng ta sẽ bỏ vào, chúng ta sẽ xịt cồn. Còn lâu á, lâu chúng ta sẽ lâu dít dít, bỏ lâu ra ngoài. Rồi. Hai cái chai này nha, nãy nó chia sẻ rồi. Mọi người thấy to không? Rồi nó rồi này. Nấm không đánh nha. Cái trái chôm chôm đó nó bỏ luôn. Nấm hút rồi nó bỏ. Rồi, cả nó hút lấy nước thì ở trong cái nước tế bào nó nằm ở trong đó hết rồi. Rồi, hai chai này thì ok, vì nấm đã kiểm tra rồi thì không có gì. Còn cái chai. Rồi, tiếp theo. Môi trường. Đây, môi trường là lúa. Thì môi trường lúa này là môi trường để cấy ra từ lõm cấy qua lúa này sẽ cấy qua trấu F3. Đây, phân lập là F0, chọi vô nước đây là F1, nước đã chọi qua đây là F2, thành đây chọi qua trấu là F3. F3 bán cho người ta về tự làm ra phôi. Thì kể cả môi trường thạch, môi trường nước, môi trường lúa và môi trường trấu F3 luôn thì chúng ta phải đều hấp áp suất nha. Giống thì chúng ta phải làm áp suất để cho đảm bảo, vì hấp áp suất tức là gọi là hấp tiệt trùng. Người ta gọi là tiệt trùng nha. Còn hấp mà không phải áp suất 100 độ C ở 8 tiếng, 10 tiếng gì đó duy trì đó gọi là hấp khử trùng. Đấy, khử trùng tức là chúng ta chỉ tiêu diệt bớt. Đấy. Còn tiệt trùng là hầu như tiệt tất cả các vi sinh vật đều bị tiêu diệt ở 121 độ C trong một áp ở khoảng 60 phút. Thường là nó khoảng 20 phút là nó đã ngấm của tỏi rồi. Nhưng mà chúng ta phải duy trì thêm để cho đảm bảo. Bơm thì cũng như bà Ngư thôi. Một lần bơm thì chúng ta sẽ... Đây, chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ kiểm tra thử trời. Rồi, chúng ta sẽ khui. Rồi, ra khui nha. Không được quơ tay qua nha mọi người. Cái tay ra nè, chúng ta hất nhẹ ra nè. Đừng có hất mạnh quá, nó sẽ tạo một cái áp lực. Hút cái không khí ra. Rồi, chúng ta sẽ hơ kỹ cái này. Thì tất cả cái thao tác làm thì giống nhau thôi, nó chỉ có công thức pha nó khác nhau. Công thức pha môi trường này nó khác với công thức nấu lúa, nó khác này. Rồi, sau khi chúng ta xong, chúng ta để gần cái này coi. Rồi, thao tác đây lấy ra nè, chúng ta cần nè. Đấy, không được để tay, không được quơ tay qua. À, chúng ta sẽ xí là giữ. Rồi, chúng ta đã. Rồi, chúng ta sẽ cầm. Rồi, khi chúng ta cái bơm này là hầu như là bơm tim này thì mọi người có mỗi cách làm khác nhau. Có người thì dùng cái bơm kiểu khác hoặc là nhiều kiểu khác nhau, nhưng mà nấm thì nấm dùng cái này. Thì ai quen cái gì thì chúng ta dùng cái đó. Chúng ta sẽ tiến hành khử trùng cái bơm tim này. Làm cho kỹ nha. Rồi, sau khi khử trùng thì chúng ta sẽ tiến hành làm lắc, lúc nào cũng kế cái đèn cột. Rồi. À, rồi chúng ta sẽ lắc là bơm. Rồi, bơm thì thao tác nó như thế này nè. Đây này. Rồi. Rồi chúng ta sẽ tiến hành là bơm. Mỗi người có mỗi cái cách làm khác nhau, bơm ít hay bơm nhiều tùy cái trọng lượng mọi người tính nha. Nấm thì nấm đang bơm khoảng cho 7 hay 10 gì đấy. Tùy cái bữa nào hứng tay nhiều giống thì bơm nhiều tí. Thì cứ mọi người làm quen ở cái khúc nào thì mình cứ làm cái khúc đó thôi. Rồi khi mà nấm cấy xong rồi á thì sẽ chuyển qua vị chính, chỉ là người phụ để buộc cái đầu giấy báo. Mục đích buộc giấy báo để làm cái gì? Để bảo vệ cái thành này. Cái thành này nó dễ nhiễm lắm này. Rồi, phải thôi, thì
Có thể là nấm sẽ bơm hết cái âm tim này thì nấm sẽ kết thúc cái video ở đây, vì hầu như là cái quy trình là nó giải thôi. Nấm sẽ không để cho mọi cái hết cái chai rồi mọi người nó già dầu quá. Rồi. Thì đây như vậy là xong, sẽ đem nuôi và tiến hành khi mà môi cái bạch này nó kín hết rồi. Thì chúng ta sẽ tiến hành đem cấy ra trấu môi trường F3. Môi trường F3 thì hầu như cái à đây. Rồi, rồi có đây. Đây, cái bẫy ra quên tí cũng cấy nè, tí cái bạch ra là cấy ra trấu nè. Thì khi cái bạch này cấy nó sẽ ra thành phẩm là như nè. Đây. Đấy, rơm nha. Đúng rồi. Tức là cái bạch đây là cái hôm 27, hôm nay là ngày 9. Rồi. Ok chưa? Thì bây giờ cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người nhiều sức khỏe, thì nó sẽ kết thúc cái video ở đây. Khi cái thì qua chị chính sẽ buộc cái này. Giấy này cũng phải hấp chung với cái này luôn nha, hấp ở áp suất luôn nha, dây thun cũng hấp áp suất luôn nha. Áp suất hết, hấp phải đảm bảo tuyệt trùng tuyệt đối luôn, sạch sẽ rồi. Cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người nhiều sức khỏe.